Hello anh chị, em Quang chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem và theo dõi clip của Quang xe lướt nhé. Thì hôm nay em Quang có một con Honda Santa Fe máy xăng bản cao cấp nha quý anh chị, bản premium ấy. Thì có nhiều anh chị gọi là bản premium, cũng nhiều anh chị gọi bản cao cấp. Thì hai con này premium và cao cấp thì nó cùng phiên bản thôi nha quý anh chị nhé. Thì hai con này sản xuất 2021 nhưng được chủ lên thêm camera 360 rồi nha quý anh chị nhé. Thì nó chỉ có thiếu ở bản 2022 là cái radar là để sử dụng adaptive control thôi ha. Còn phanh khẩn cấp phía trước sau thì có đầy đủ hết nha quý chị nha. À, phanh khẩn cấp sau, cảnh báo vật nói chung là nó có cảnh báo gì ta, quên, đột xuất á, đột xuất lại hay quên lắm. Khi mình vé mà có phương tiện mà đang di chuyển đến á quý chị, thì xe nó tự động tăng cái lực phanh nha quý chị, tăng cái lực phanh. Đó. Xe thì đi hai mấy ngàn km thôi nha quý chị nha. Xe thì nãy em có rửa sơ qua này, cho bụi quá, dơ quá dơ. Để cũng về cũng 2 ngày rồi mà mấy hôm nay xe nhiều quá, em quay không có kịp. Thì nào là xe 8, nãy tính quay xe 8, xe 8 dọn xong hết rồi tính quay. Nhưng mà em thì em thích quay xe nó chưa dọn xong thôi quý chị. Xe dọn xong rồi thì các xe mới đó mình quay quý chị ha. Hiện tại thì con này đi hai mấy ngàn thì xung quanh xe thì cũng không có chạy xước gì cả. Nói chung là cũng có nhưng mà đã làm qua rồi nha quý chị. Cái cửa này nè, nó chạy một xíu nè, có sơn lại và bát lại nha quý chị nhé. Cái cửa này nó bị một xíu ngay góc này nè, ngay góc xíu xíu này nó bị cái chạy thôi. Bữa cũng quên mất, không có chụp lại để mà ghép vô video quý chị. Thường thì những cái điểm xước trên xe là em quay hết ha quý chị ha. Nhưng mà riêng về phần đâm đụng ngập nước thì không có nha quý chị nhé. Đâm đụng ngập nước thì không có. Con này thì màu xanh carbonside mới xăng nha quý chị. Máy xăng thì nó rất là êm, quý chị có nghe không? Nhiều khi chắc qua video này quý chị không nghe được cái động cơ, tiếng động cơ luôn quý chị nha. Bây giờ thì động cơ nó hơi to. Quý chị nào mà đi gia đình đi ít á thì em khuyên nên chọn máy xăng nha. Mình đi lâu dài thì đừng có sợ cái vấn đề mà mất giá quý chị. Thực sự là giá mất không bao nhiêu đâu. Thì tài xế máy bay bay qua để em review tiếp ha. Thì cái mức giá của máy dầu và máy xăng quý chị nhé, nó không có bao nhiêu, cái chênh lệch bao nhiêu cả. Thay vì máy xăng quý chị mua giờ có 995 triệu thôi, máy dầu quý chị giờ bây giờ 2021 quý chị mua khoảng 1 tỷ 050, lệch nhau khoảng 560 triệu ha. Sau này mình bán ra thì nó cũng ví dụ nó mất thêm, ví dụ con kia quý chị bán tầm máy xăng máy dầu quý chị bán tầm 900 đi, thì máy xăng quý chị bán cũng phải được 850. Đó, nó lệch nhau khoảng như đó thôi quý chị, không có nhiều đâu nha. Quý chị đừng có suy nghĩ mà sợ mất giá. Với lại mình đi mình phục vụ gia đình mình đó quý chị, thì đâu có sợ mà nghĩ mất giá đâu nha. Đi vài năm, 4-5 năm, 5-6 năm hoặc chục năm gì đó mình bán mà nó lệch nhau khoảng 5-70 triệu thì nó không có gọi là lệch nhau gì nhiều lắm quý chị nha. Rồi bên trong nội thất nè, quý chị xem nè, mới tin luôn nha. Xe thì nó có hơi dơ một tí, bụi bẩn nè, rồi chưa dọn thôi, chưa spa thôi. Đồ dùng cá nhân của khách trong xe thì còn nguyên hết. Thì xe chưa dọn gì bên trong cả, bên ngoài thì mới cho bát lại với lại sơn lại một dặm lại một tí ở cánh cửa phụ ấy. Đó, vậy thôi, còn ngoài ra là xe đẹp hết nha quý chị nhé. Quý chị xem nè, đó, đẹp chưa? Cái ghế hình như hàng ghế thứ hai rất ít ngồi luôn quý vị, không có một cái vết gì gọi là ngồi nhiều luôn nha quý vị nhé. Nè, đó. Chị em phụ nữ á, ngồi hay xức cái kem trộn á. Nó sẽ nhét vô cái lỗ này hoặc sức phấn á quý vị, nó hay nhét vô cái lỗ này trắng mà cái chiếc này không có luôn nha quý vị nha. Đây nè, không có luôn. Dòng Kia với lại dòng Santa Fe mua về mà mấy chị em phụ nữ mà hay ngồi về sức kem trộn lên đùi á, chắc chắn sẽ có luôn, mà con này thì không có, không thấy. Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba đang bị kẹt cái thanh kia rồi, lát nữa em mở lên cho quý chị xem. Hàng ghế ba chắc lại để lâu quá nằm mà không ấy, nó bị cấn, khả năng cũng bị cấn cái gù đầu vô cái ghế rồi. Ok, để xem chỉnh em quay đẹp ở phía trước trước đi quý vị ha, rồi lát ở phần sau em quay sau. Đây, ổ đồ của xe thì con này mới đi hai mấy ngàn km thôi quý chị nhé. Đây em quay ổ đồ cho quý chị xem này. Mấy này thời tiết hơi thất thường quá chị. Em đang bị cảm nè, đang bị ho. Xe đi 24 ngày km nha quý chị. Anh chủ anh lên nguyên bộ lốc sàn cao su luôn. Cái bộ lốc sàn này mới loại ok nè quý chị nhé. Cái gọi là ok nè. Chứ còn mấy bộ lốc sàn mà 3D, 5D quý chị, rất là hôi xe nha quý chị nha. Em khuyên nên không dùng. Hồi trước em thấy cũng đẹp đó, em cũng hay tư vấn khách mua dùng cho nó sạch sẽ, nó sang cái xe. Nhìn nó sang thiệt nhưng mà
Nó hôi lắm quý vị, đi tầm 2 năm nha, nó hôi cực kỳ luôn. Những cái xe mà em mua về mà có thảm sàn 3D 5D, thực sự là dọn xe rất là cực luôn. Dọn xong rồi để nó vẫn hôi. Khách hàng lên hay phản ánh là sao cũng xe bên em dọn mà vẫn hôi quá. Thì em cũng nói luôn với chị nào là muốn hết thì em sẽ giục bộ này và em sẽ dọn hết hôi luôn chung với chị luôn. Dọn không còn mùi hôi nữa. Nhưng mà cái tham sàn nó chắc chắn phải giục nha quý chị nhá. Giục mới không có hôi xe được. Thì xe thì được chủ lên thêm một cái cam 360 với nguyên bộ phim 3M nha quý chị nhá. Phim 3M này cũng khá là đắt á. Cái xe này mà dán hết phim 3M luôn thì nó rơi vào khoảng tầm 16 17 triệu quý chị. Phim 3M rất đắt nha. Lốp xe thì con này mới đi 24 ngàn lốp zin theo xe nha quý chị nhá. Cái thường thì lốp thì em cũng không có quan trọng đâu, xe mà đi thì cán nó vỡ lốp rồi là lủng lốp thì thay dọc đường là chuyện bình thường đó quý chị. Nhiều khi mà nó lủng một lớp á quý chị nhé, rồi thay một lớp vô đi nó không cân xe, có tiếng ồn khó chịu thì người ta cũng thay luôn hai lớp một lần đó, người ta để lại cái lớp kia lại sau này ta đổi, nhiều khi nó có bị lủng ở đâu nữa thì ta ra ta đổi. Gầm xe là sao quay ở đây quay không được. Đây quý vị, gầm xe sạch đẹp ha. Cái lớp sơ cua tháo xuống nó đang cho vệ sinh đó quý vị. Rồi xe bánh xe treo ở đây nè, đất đá rồi nó văng lên dơ, nhìn dơ lắm. Lấy ra chà rửa lại quý chị nhé. Con này cực kỳ đẹp nha quý chị. Con này mà anh chị muốn vay ngân hàng thì trả trước khoảng đâu đó 300 mấy là nhỉ? Đúng rồi. 995 khoảng cho tất tật giấy tờ này kia đi cho thành 400 nữa quý chị. 400 nhận xe nha quý chị nhé. Cái mùi này bữa giờ em thấy xe nào cũng có xài nè. Mùi rất là thơm, rất là dịu quý vị, rất là ngọt, nghe rất là ngọt các lã nha. Mùi không biết mùi gì mà rất là thơm quý vị. Cái mùi dịu 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 đã lắm. Anh chị nào mà xe mà hay có mùi này kia, mùi thuốc lá, mùi đồ ăn rồi đó, mấy chị mua xài thử ha. Em thấy ở đây toàn ghi nước từ chữ nước ngoài không, có thể lên Shopee á, mình search lại, search cái tên này nè. Đó, em để đây ha, quý chị có coi search thử á. Em thì không có bán mấy cái này đâu. Em chỉ ấy thôi, thấy nó ấy hay hay thì em giới thiệu cho quý chị xài thử thôi. Chứ còn mà em có bán mấy đó đâu, chỉ bán xe thôi nha quý chị nha. Mình cái gì không biết mình không nên bán. Em thấy nhiều anh chị hot TikTok rồi này kia, nhiều khi bán những sản phẩm của mình bán ra đâu có biết gì về sản phẩm của mình đâu. Thấy thấy bán có lợi nhuận cao hoặc là lấy hoa hồng cao thì cứ bán thôi, chứ còn nhiều khi không có biết gì về sản phẩm của mình hết. Đôi khi em bán xe đây nè, em còn chưa biết hết được sản phẩm của em bán là những cái gì nữa. Thật sự luôn, nhiều khi đây con xe Santa Fe này, chứ còn nhiều khi option của nó em còn chưa biết hết được đó quý vị. Em bán không biết bao nhiêu con rồi đó. Nhiều khi những cái option nổi của nó, quên option chìm của nó quý vị, em còn chưa biết hết nữa quý vị ha. Ấy, xe có lên bộ đèn nha quý vị nha. Đây nè. Đèn. Bi LED nha quý vị. Đèn LED trắng bây giờ vẫn đăng kiểm bình thường nha quý vị nha. Bữa em đã đi đăng kiểm thử rồi. Đèn bi màu trắng, ánh sáng trắng hoặc là ánh sáng vàng là có thể đăng kiểm được bình thường hết nha quý vị nha. Không có, không phải vàng vàng và khè đâu nha. Ánh sáng vàng của nhà nước mà cái ánh sáng vàng hồi xưa đó, giống như đèn halogen đó thì được. Chứ còn ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ, ánh sáng này kia thì không có được đâu nha quý vị nha. Anh miễn sao ánh sáng trắng, ánh sáng vàng là vẫn đăng kiểm bình thường, mình độ bi độ gì cũng được hết, miễn sao ánh sáng là ok là vẫn đăng kiểm được nha quý vị nha. Không có, bây giờ nó không có khắt khe như hồi xưa nữa đâu. Hồi nãy em có rửa sơ qua thì con này có tự động gạt mưa nè quý chị. Tự động gạt mưa này có xịt nước lên đây, cái tự động họ gạt nè, nó quên cái gạt mưa tự động gạt nè. Đây cũng có cam cảnh báo lịch làng này kia nè quý chị nha. Đây, con này 2021 thôi nhưng mà vẫn đầy đủ đồ chơi ha quý chị ha. Chỉ có thiếu cái adaptive control là hệ thống bấm đuôi ở đây thôi nè. Chứ còn đây vẫn có đánh lái giữa làn chủ động nha quý chị nhé. Cũng có lẫy số vô lăng đầy đủ nè, cũng có phanh khẩn cấp trước sau, cảnh báo lệch làng ở đây có đây rồi. Rồi những nút bấm là cam 360. Cam 360 độ lên thôi nhưng mà vẫn có nút nút chờ của hãng đó quý chị. Ở đây có nút chờ này, họ độ vào đây luôn. Đó. Thấy chưa? Họ độ vào đó luôn. Thì hình như cái này độ zin ở hãng hay sao đó em cũng không không biết nữa, chế độ ở ngoài thì sẽ không có bấm được nút này nha quý vị. Nhiều con xe trước em cũng có từng bán rồi, cũng đã độ lên rồi nhưng mà bấm cái nút của nút chờ của hãng đây nè, cái nút này nè thì sẽ không có lên cái lên màn hình ha. Đó. Rồi cam màn hình này cũng khách lên nè quý vị nhé, cam màn hình này cũng khách lên nè. Quý chị đã tham khảo dòng này thì alo cho em Quang ha. Em xin nhắc lại đây là Hyundai Santa Fe máy xăng nha quý vị, máy xăng bản premium
Giá bán thì em Quang đang chào giá bán là 995 triệu nha quý vị nha. Còn hỗ trợ vay ngân hàng 70% định giá ngân hàng thì nó rơi vô tầm khoảng 63% giá bán á quý vị ạ. Thì quý chị muốn trả trước thì khoảng đâu đó 400 là tất tật giấy tờ, hồ sơ, rồi bảo hiểm hai chiều, rồi phí ra tên này kia luôn. Giá xe còn thương lượng chút đỉnh. Xe thì cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, khung gầm, hộp số, máy móc thì nguyên zin. Quý anh chị nào ở xa tin tưởng đặt cọc em Quang vận chuyển xe tận nơi cho quý vị chất test hãng thoải mái ha. Test ở đâu cũng được, test gara, test hãng, test bất kỳ chỗ nào. Mà nếu mà có đâm đụng ngập nước thì em Quang sẽ đền gấp đôi cọc cho quý anh chị. Nếu không đâm đụng ngập nước, máy móc nguyên zin thì cứ thế mà vào ấy thôi. Còn chạy xước thì chắc chắn cho anh chị là có chạy xước nha. Nhưng em Quang sẽ spa rồi dầm tút đẹp đẽ lại cho quý anh chị, chứ không phải để là nó chạy xước, những cái vết chạy xước đó đến tay quý anh chị đâu. Quý anh chị yên tâm nhé. Cảm ơn tất cả quý anh chị theo dõi hết video. Quý anh chị nào thấy em Quang nhiều xe lướt thì cho em Quang xin một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị theo dõi hết video. Xin chào, hẹn lại quý anh chị clip tiếp theo ạ.